Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 8 và cũng là phần cuối tiểu thuyết phản gián. Người đàn bà Hoàn Lương trước lễ kỷ niệm chiến thắng năm Hồ, cuộc thi chạy Việt dạ quốc tế được tổ chức ở Việt Nam bắt đầu. Đây là cuộc thi môn marathon quốc tế đầu tiên được tổ chức tại một thành phố trước đây là thủ đô của chế độ đã bị đánh bại. Có đến 23 nước trên thế giới có vận động viên đến tham dự. Lần đầu tiên ký giả ngoại quốc đến săn tin, có đến cả vài trăm. Hai ngày đầu ở cự ly 2.000 đến 10.000 mét, không hấp dẫn lắm Nhưng đến ngày thứ ba Thì là một cuộc tranh tài thực sự Ở cự ly 40 km Hai ngày đầu thấy Hùng hoàn toàn im lặng Tiếng Quynh đã nghĩ ra Trước sau gì Hùng cũng làm Với lại lúc này Hùng lật như chạch quỳnh không biết tìm gã ở đâu Nên cứ vác máy ảnh Đến các nơi mà Hùng từng nói xen vào Giữa đám ký giả ngoại quốc Đợi xem sao Cuộc thi bắt đầu từ lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của hùng với chiếc xe trưng cờ ba sọc như hắn nói làm quỳnh chán nản toàn quay về thì bỗng ở khu vực gần bến xe bạch đàn nơi duy nhất còn tụ tập đông sau khi lệnh xuất phát đã được tiến hành nửa tiếng quỳnh thấy một chiếc xe màu trắng đang thoát ra khỏi đám đông nhưng không được hai bên thành xe trưng hai lá cờ ba sọc của chế độ việt nam cộng hòa Hùng mặc bộ đồ vét tông màu xanh, thắt ca vát màu xanh nhạt, đầu đội mũ phớt, một tay gã cầm cầu ru lô nòng dài, một tay cầm lái, miệng la hét dọa đám đông. Giang ra, giang ra, thằng nào lên xe tao bắn chết, tao liệng trái chết hết. Quỳnh lao đến và trong tầm xa chừng 40 mét, máy hành của gã có gắn kính rút ngắn cự ly đã chụp được nguyên vẹn cái cảnh mà gã cho là ngoạn mục này gã định lén vào gần hơn nhưng có tiếng loa kêu kẻ gây rối đầu tú tiếng loa vang xa chắc gã nghe nhưng hùng vẫn lì lợm thách thức đám đông từ đằng xa nhìn qua ống kính quỳnh thấy có một người đàn ông khẳng khiu mặc bộ đồ xám đi lại gần cửa xe người đàn ông này lầm lũi và quá liều lĩnh trước mũi súng của tử thần thị lực của hùng tập trung toàn bộ vào con người liều lĩnh ấy, không để ý tới hai thanh niên lực lưỡng đang nhanh chóng từ phía sau tiến sát về gã. người đàn ông nhìn hùng nhẹt miệng cười. tưởng có người ủng hộ, hùng hé cửa xe. hùng đã lầm. người đàn ông mảnh cảnh kia vừa bước lên xe đã nhào tới chụp khẩu du lô trên tay hùng. phía sau ông ta là hai thanh niên lực lưỡng khỏe mạnh cũng bất ngờ vọt khỏi đám đông lao tới trong lúc bất ngờ hùng đã bị người đàn ông mảnh khảnh giật mất súng ngắn hắn chộp lấy quả lựu đạn chưa kịp rút chốt thì lập tức một thanh niên đã lao qua cửa xe ôm choảng lấy hắn một cuộc vật lộn quyết liệt làm trái lựu đạn văng ra khỏi xe nhưng vì chưa rút chốt nên trái lựu đạn vẫn câm tịt quỳnh áng chừng hùng chỉ chống cự được chừng ba phút Lập tức bè gập cánh tay ra phía sau Lôi ra khỏi xe Phải chứng kiến cảnh bị còng của tên Hùng Quynh giận người Không cần biết sự việc tiếp theo xảy ra như thế nào Gã lặng lặng chuồn khỏi đám đông Trở về khách sạn Từ lúc nhìn thấy Hùng bị bắt Quynh vô cùng lo lắng Chính gã đã không ngờ Hùng lại liều lĩnh Sử dụng súng ngắn và lựu đạn Quynh lo Khi bị bắt Hùng sẽ khai ra mình. Gã đi đi lại lại trong căn phòng. Cuối cùng, không biết làm sao, gã chỉ còn biết lẩm bẩm tự động viên. Thằng Hùng sẽ không bao giờ khai ra tao đâu. Nhất định chết hắn cũng không khai. Quynh đã đoán đúng, Hùng đã không khai một lời nào. Vì hắn làm sao còn mở miệng nói được. Những người bắt hắn đưa đến công an đều chỉ là những người dân bình thường. Họ thấy đang giữa cách ngày đông vui được cả thế giới chú ý lại có một kẻ cuồng điên phá đám thì giận quá xông vào cho hùng biết thế nào là bất tuân luật pháp đó thôi sau khi bị bắt hai người kia không đánh hùng nhưng những đòn hội đồng do cam thủ gã thì không phải là ít những cú thoi đạp có cả những cú đá móc từ xối xả phóng tới bộ vét tông của hùng Đến nỗi những anh công an bảo vệ Cho việc dẫn giải gã Cũng bị dính đòn lây Có tiếng gõ cửa lòng Quynh giật bắn mình Chừng gần một phút sau Cố chấn tĩnh Gã mới dám ra mở cửa Thấy cô nhân viên khách sạn hôm trước Đã bán thân cho gã Quynh ồ lên một tiếng tỏ vẻ thích thú Thì ra là cô em Anh đang rất cần em đây Cô nhân viên cười rất tươi hỏi Quynh anh đã biết sự kiện sáng nay xảy ra ở vùng Bùng Binh Bạch Đằng không? Có một thằng điên, ngày đầu nó đã đi học tập và bên Mỹ quên sao không đưa về dẫn xuất cảnh. Thế là nó khùng lên, dự tính làm lớn chuyện để người Mỹ chú ý. Nhưng nó ngu mới làm vậy. Theo anh có phải thằng đó ngu không nào? Quỳnh hơi bỡ ngỡ trước câu hỏi của cô nhân viên. Hắn ngượng cười. Ờ nó ngu thật, chẳng ngu ai mà đi làm như vậy Yến này Quynh hỏi Em có biết bây giờ thằng ấy ra sao rồi không Không có công an cả Thì dân họ đánh cho nát nhừ rồi Người ta mở cửa cho nước ngoài đầu tư Người ta tổ chức giải quốc tế cho xôn tụ Hắn phá như thế Khách ngoại quốc đến tham dự nữa đâu Dân nó đánh chết Cũng còn nhẹ tội Em có vẻ cam thù cái gã khủng kia lắm thì phải Chớ sao chơi bời sao thì chơi bời nhưng đừng có phá bọn người ngu mới phá chúng phá sẽ có cớ để công an họ gò chặt kiểm tra kiểm soát gắt gao để bảo vệ an ninh thì tội em cũng khó làm ăn em gõ cửa phòng anh để làm vui cho anh hay chỉ để kể cho anh nghe chuyện này quỳnh khó chịu nhân tiện em kể cho anh không được sao nếu anh không thích thì thôi vậy vừa nói cô nhân viên vừa ngủ ngoài bỏ ra khỏi cửa cô nhân viên vừa ra khỏi cửa quỳnh đã đổ vật xuống giường suốt mấy ngày liền gã ở lì trong khách sạn chờ mãi không thấy ai đụng tới gã đầm yên tâm và cảm thấy vui vui thằng này vốn lì có tiếng mà với cuộn băng ghi âm cũng nói chuyện với hùng với bức ảnh chụp ở hành động liều lĩnh của thằng hùng về bên kia đã tha hồ mà tăng công với các ông chủ Lại còn mấy tấm ảnh Lướt át của mẹ con bà Quang Ôi tiền triệu Chơi đâu phải chơi Về bên kia nếu lại ngược tiền Để ông chủ khuyến khích Gã sẽ lại sang ngay chuyến nữa Đêm đã qua lâu Nhưng Quynh vẫn nằm suy nghĩ mơ màng Về thành công của chuyến trở về đầu tiên Còn với Hoa Công việc của gã giao cho nàng Đã được làm tới đâu rồi gã tự trách mình vì đã đối xử với nàng kiểu nghiệp vụ tàn nhẫn dù quái quỷ thế nào thì nàng cũng vẫn là phái yếu lẽ ra gã có thể ga lăng hơn và nhẹ nhàng hơn với nàng nhưng thôi việc cũng đã rồi miễn sao nàng đừng phá gã còn thằng con thì ra là trời vẫn chưa biết rõ tội lỗi của gã vẫn để cho gã có con nối dõi tông đường Tạo hóa đã quá quan liêu Không biết tội lỗi ăn chơi xả láng của gã Mà vẫn dành cho gã một đứa con Suy nghĩ về điều này Quỳnh thấy cách tốt nhất Vẫn là không nên dành đứa con lại với Hoa Dù tầng chính có sống với ai Và ở đâu Thì có nghĩa là cái giống của gã Vẫn hiện diện trên đời Cách tốt nhất là nếu có tiền Nên cung cấp thêm cho Hoa Vì không mấy phụ nữ chăm sóc con tốt hơn nào Sáng nay Lúc 10 giờ, chuyến bay chở gã phải rời khỏi đất này. 20 ngày trở về, gã đã nghiệm ra rằng nếu có tiền, không ở đâu sống sướng bằng ở đây. Dù sao thì vẫn phải đến xem hoa, hành động ra sao. Và nếu nàng chưa tiến hành công việc gã giao, thì gã sẽ khuyên nàng để lại lần sau. Vì lần này, chỉ cái vụ tàng hùng liều cũng đủ tân công với chủ rồi. Trương đoàn quân thức dậy, tắm rửa và ăn sáng gã bất giác nhìn thân thể trần chuồng ở trong gương và mỉm cười vì về đây gã chẳng cần ăn kiêng nhưng trọng lượng cũng bớt đi dễ thường đến 3 kg ăn uống điểm tâm xong xuôi gã không đóng bộ đồ lớn mà mặc bộ đồ xanh dịu giản dị gã biết cách đánh lừa những gã xích lô chém bạo bằng cách ăn mặc xoành xoàng và đi khỏi khách sạn chừng 300 trăm mét mới đón xích lô rồi leo lên Hôm nay hoa ở nhà một mình, bán hàng. Mặt chị hồng hào tươi giói. Khi Quynh nhìn kỹ, gã có cảm giác thời gian hình như không tác động vào người phụ nữ này. Năm tháng qua đi, mái tóc kia không bạc, mà hình như lại còn xanh lạ. Không thưa đi, mà còn dày lại, chảy xuôi theo cái lưng tròn ống ả à, mượt mà. Cũng lạ lùng, giữa một cuộc sống đang phát sốt lên vì mô đen, vì kinh tế thị trường, mà người đàn bà đã từng bon chen lửa lọc ăn bận loè loẹt lại vẫn thể mái tóc dài mái tóc thể của những nàng thôn nữ quỳnh xuống xích lô và đứng ngắm hoa khóa lâu có một cái gì đó len lỏi vào tâm hồn bệnh hoạn của gã lần đầu tiên trong đời gã có cảm giác phụ nữ ở đây phải ăn bận để tóc như người đàn bà này mới đẹp cái đẹp êm ả à, ngọt ngào chứ không ồn ào chụp giật một cái đẹp rất riêng rất mặn mà và quyến rũ. Quynh đi chậm rãi, có vẻ gión rén, gã sợ sự vồ vập sẽ làm cái vẻ dịu dàng kia tàn biến bay đi. Chính Hoa cũng đã không ngờ hôm nay, cái gã Việt kiều hại nước lại ăn bận giản dị và đến gặp chị lặng lẽ đến thế. Hình như gã đang bí mật quan sát chị. Ôi anh Quynh, anh đi đâu mà đến đây vào giờ này? Mời anh vào nhà đi, Quynh quay lại để ý xem có ai theo hoặc có cặp mắt nào nhìn gã không rời mới bước theo hoa ngồi bên trong quầy hàng gã nói thẳng vào công việc thế nào kết quả tốt cho em xong rồi tường trục chặt, hoa ra lại ngon lành sao không đến nhận tiền như đã hẹn cũng tính chiều đến không ngờ anh đã đến đây tình hình tiến hành công việc ra sao kể lại coi cầm cái băng nhạc anh giao suốt một đêm em chẳng chọc không ngủ được ngày hôm sau em làm bộ đến tam phòng phát thanh của nhà trường thấy nam trưởng ban điều hành cuộc meeting mừng chiến thắng cũng ở đây kiểm tra lại micro và băng cassette phát vào ngày mai cậu long nhân viên âm thanh rất thân với em cả thầy nam cũng vậy thấy hai người ngồi lắng nghe lại các bản nhạc lễ em cười làm bộ như không biết gì hỏi Ngày mai trường ta tổ chức đám cưới cho thầy cô nào Và sửa soạn âm thanh vậy thầy Cậu Long đáp thay thầy Nam Cưới gì đâu Mai meeting tinh kỷ niệm ngày chiến thắng Bộ chị không biết sao Tôi đâu có biết Em đáp Nhân tiện đến đây Thầy Nam thầy xem có việc gì cho em phụ với được không Đang cần người phục vụ Nước cho quan khách đây Thầy Nam mừng rỡ Mai có cả bí thư quận ủy và sở giáo dục cũng xuống đấy. Có cô phụ giúp thì tốt biết mấy. Xong ngay. Mai mấy giờ tư tẩy? Cô đến lúc 6 giờ. Đến chi sớm vậy? Tất nhiên phải hoàn tất để đúng 7 giờ là tiến hành meeting. Chừng 8 rưỡi là sau trước khi nắng to. Cô nhớ đến đúng giờ đấy. Em mừng quá vì đã có cớ để làm vạc ở phòng phát thanh. Lúc 6 rưỡi mọi việc đã chuẩn bị đâu vạt đấy. Em bưng một ly nước trái vải đến phòng cho Long. Lúc ấy cái két xét hiệu Sony đã được lắp sẵn băng chỉ chờ phát thôi. Trong đầu em bỗng để ra ý. Đây là cơ hội để cháo băng. Thế là khi Long vừa uống xong hớp nước đầu tiên, em cười và bảo nó. Ngoài cổng trường, có cô giáo nào đang đứng chờ chú. Tôi đi ngang cổ, nhắn vào kêu chú ra đó. Ai vậy chị? Tôi cũng không rõ. Hình như cô ta đang nóng lòng muốn gặp chú lắm long đặt vội ly nước xuống bàn rồi đứng dậy đi ngay anh ta vừa qua khỏi phòng em nhìn theo một quạng mới cháo cuộn băng của anh vô long chạy ra cổng tìm mãi không thấy cô gái kia chạy vào thì cuộc meeting tinh đã sắp bắt đầu vừa bực vì bị long gạt em trách tôi ngay chị nói xạo trời ơi tôi xạo chú làm gì thôi xem chuẩn bị lại đi nước đến chân rồi đấy Long chủ quan thấy công việc anh ta đã chuẩn bị kỹ Nên cứ ung dung ngồi nhấm nháp ly nước trái vải và giết thuốc Còn em thì vội vã đến nơi quan cách của trường Em thấy trên cán đài của cuộc meeting Thầy Nam đang chuẩn bị điều khiển chào cờ Chỉ sau tiếng hô vài giây Nhạc bài hát tiến quân ca đã nổi lên Đoàn quân Việt Nam đi Trung lòng cứu quốc Tiếng nhạc lại đổi ran Thanh niên ơi Quốc gia đến ngày nguy biến Người ta đang chầm lắng thành kính Nên gần một chút không phai Ai phản ứng gì Giữa lúc ấy thì có tiếng bà hiệu trưởng la lên Tắt nhạc ngay Tắt đi Chết rồi Chúng nó phát cô ca ngụy Giá lúc ấy anh mà ở đó Anh sẽ chứng kiến một cảnh ngoạn mục Ông bí thư quận ủy mặt đím như chạm Các khoan cách chửi rủa om sòm bọn phản động hoạt động quá trắng trợn và một cuộc hỗn loạn xảy ra người ta chen lấn xô đẩy đẩy nhau tứ tung công an bảo vệ lao về phía phòng phát thanh long và thầy nam bị giữ ngay lại thầy nam thì không có việc chi còn long thì bị đưa về quận tống giam lập tức em định là hai giờ chiều nay vào thăm long dò xem tình hình ra sao rồi đến báo anh luôn hai chút nữa với anh cùng vào thăm long đi và tầy nam xem sao Tê cùng ăn có biết sáng hôm ấy Có cả em ở phòng phát thanh của Long không Biết có em thì làm gì được Em được giao phục vụ nước Em đến gặp Long Nó có gì là lạ đâu Nhưng em đã nói dối hắn Có người chờ hắn ở ngoài cổng Thì em bảo có người thật Tôi thì chỉ biết nhắn lại Không có một chứng cứ gì Ai bắt tội em được Em có chủ quan quá không đấy Việc gì mà lo nếu công an có hỏi em Em cứ một mình Chẳng biết gì về việc này Đến Tết Công Ngô Cũng chẳng tìm ra chứng cứ Tốt lắm Quỳnh đặt tay lên vai hoa và cười Em quỷ quái vô cùng Rất xứng đáng được thưởng Cho anh ôn em một cái nào Thôi đi Người đi đường họ thấy đấy Thế còn tiền anh có đưa đến không đấy Có ngày, có ngày đây Em đã hoàn thành công việc xuất sắc Đáng tặng thưởng cả anh dũng bội tinh nữa kia quynh kéo hoa vào định hôn nhưng chị kiên quyết từ chối anh buồn cười đang công việc mà cứ xen cái đó hoài chừng nào sang mỹ ở hẳn với anh lúc đó anh lại coi em như rẻ rách em tính cũng đi ư nếu được anh bảo lãnh chà lần này thì không kịp rồi để lần sau khi về chúng ta làm hôn thú mới được bảo lãnh chừng nào anh đi có thể chỉ mai mốt Quynh trột dạ vì lỡ miệng vội nói lại. Thì mới tính vậy thôi, vẫn chưa đăng ký chuyến bay. Hoa túm lấy tay Quynh, cười khanh cách như trẻ con. Anh gạt em làm gì? Em biết mai anh đi rồi. Anh tính bỏ em một mình ở đây đối phó với công an ư? Ai bảo là mai anh đi? Nhìn anh em đoán ra liền. Những người như anh thấy đậu ổ là muốn chuột ngay. Nhưng anh yên trí. Em sẽ chẳng bao giờ khai ra anh đâu Những điều Hoan nói Thái độ của chị làm quên trột dạ Người đàn bà này Có một ma lực quỷ quái Mà gã cũng không thể lường được Gã đấu dịu Ngoài số tiền 1.500 đô Anh hứa thưởng Em còn cần gì nữa không Còn phải đối phó với công an Nếu cần có thể mua Anh nên nhớ rằng Mua được công an ở xứ này Không rẻ đâu nghe 500 đô đủ không? Không đủ Thế em tính cần bao nhiêu? 5.000 Đấy là con số tối thiểu Con số 5.000 để mua sự an toàn Thì quá rẻ Nhưng anh em về đây là ít lắm Thôi Anh đưa thêm 1.500 Là 3.500 đô Chỗ nào đáng mua mới mua Anh đâu phải cái máy in tiền Thấy Quỳnh lúng túng ra mặt Hoa phá lên cười Em giỡn anh thôi dù sao thì em cũng đã phải đối đầu với công an ở đây mười mấy năm. Anh cất đi mà lo cho em út của anh. Em có thể tự lo phần của em. Em tự ái chê ít ư. Thật ra anh về lần đầu nên cũng không đem theo được nhiều. Lần sau thì em cần bao nhiêu cũng có. Số tiền 3.500 đô lần này em để lo sắm cho con. Anh hứa danh dự là không bao giờ bỏ rơi em. Tình hình này người Mỹ sắp bỏ cấm vận rồi chúng ta phải nhanh tay và kiên quyết hơn. Nếu không các nhóm khác, họ sẽ hất tay trên của chúng ta đấy. Anh đã mở hết lòng mình với em rồi đó. Em tin anh, anh hãy bỏ qua cái việc em đòi tiền vừa rồi, chỉ là giỡn thôi mà. Nhưng anh chi cho em 3.500 đô là thật. Quynh đặt gói tiền 3.500 đô và tủ cho hoa, rồi lầm lũi leo lên xích lô. Gã chỉ gật đầu, chứ không nói Lần đầu tiên gã bị một phụ nữ vờn như mèo vờn chuột Ngồi yên ở vị trí trên xích lô Rồi gã mới bình tâm Miệng lẩm bẩm tự bảo mình Với kinh nghiệm nhiều năm Đối phó với cộng sản Những người phụ nữ như nàng Thật là đáng sợ Nếu được nàng cộng tác Thì công việc rồi sẽ trôi chảy Thuận lợi biết bao Buổi chiều nay Chị Hoa không đến chỗ hẹn với Trương Đoàn Quynh vì tất cả công việc với gã Chị đã giải quyết xong Tối đến chị đạp xe Đưa theo luôn cả túi đựng 3.500 đô Mà quỳnh đã cho chị Lòng chị phơi phới Thanh thản Xen lẫn muốn được Biết sáu tâm Sẽ dành phần thưởng gì cho chị Từ hôm được sáu tâm hứa thưởng chị Chị cứ đoán giả đoán non Nhưng không thể đoán ra Con người của anh Tưởng như khúc ruột để ngoài ra Tưởng như củ lần Mà có những bí ẩn để làm phần được cho phụ nữ. Chắc là hấp dẫn lắm đây. Từ hôm nghe anh hứa tưởng, cứ nghĩ đến anh mà lòng chị lại có cảm giác giặt rào. Tại sao chị lại yêu anh nhỉ? Liệu anh có yêu chị không? Chị có cảm giác mình không xứng đáng với anh vì chị không chỉ có hai con mà còn đã từng là một quái nữ. Liệu nếu yêu chị, anh có bỏ được mặc cảm không? Đã từng có nhiều đàn ông đẹp trai trẻ tuổi tìm đến chị Nhưng chị không xúc động Anh sáu tâm vừa già Vừa có vẻ cù lần Không hiểu sao vẫn có sức hút ghê gớm Với anh chị chỉ là mờ hiểu rằng Hình như cứ nghĩ đến anh Là chị lại một sức hút nào đó Mà chị không toát ra được Chị với sáu tâm cứ như là một con rết Với chú ốc sên. Con ốc sên chậm chạp di động Còn con rết không chỉ có nọc độc Mà có đến 23 hàng chân tốc độ di chuyển nhanh gấp 10 lần con ốc sên vậy mà cứ thấy con rết con sên không chạy nó cần mẫn bỏ một vòng làm cho chú rết không thể thoát được cái vòng vô hình kia cuối cùng tê liệt làm con mồi cho anh chàng sên tạo hóa có quá nhiều cái lạ lùng và ngày quan hệ giữa chị với sáu tâm cũng là loại loạn lùng đó chị tin ông trời đã sắp đặt cho chị phải đến với sáu tâm Tối nay, trong phòng làm việc của Sáu Tâm, còn có cả ông Năm trung tá quận trưởng. Chính ông là người ra mở cửa, và nhìn thấy chị Hoa, ông đã chào chị bằng một nụ cười thân thiện. Có lẽ hai người đang bàn bạc với nhau chuyện gì quan trọng, căng thẳng, đến mức chán và cánh mũi của Sáu Tâm lấm tấm mồ hôi. Hai ly trà quạo đặc sánh, họ uống, chị mới phải nhìn và tặc lưỡi vì cảm nhận được độ chát của nó. Chưa kịp ngồi xuống ghế Do ông Năm kéo ra khỏi gầm màn Chị đã vội vã nói Chú Năm với anh Sáu đã biết gì chưa Sáng mai tàng Quynh lên máy bay rồi Ông Năm nhìn lại hoa mỉm cười thân mật Ai nói cho cô biết điều này Chính hắn nói với cô phải không Dạ Quỳnh đã bỏ đến chỗ cháu Từ hôm được chú và anh Sáu giao Và hướng dẫn sử dụng Cái máy ghi âm Cháu chỉ chờ gặp gã là mở thâu Những gì gã nói Cháu kể có thể chú chưa tin Để cái máy của chú nói cho chú tin Chị Hoa mở giỏ Lấy cái máy ghi âm Chỉ nhỏ bằng hai hộp quẹt Đưa cho ông Năm Ông bấm cho máy trả băng Rồi mở nút phát Tất cả những gì trong cuộc gặp gỡ giữa Quynh và chị Hoa Gặp nhau tại nhà chị sáng nay Đều được cái máy ghi rõ rành rọt đến từng chi tiết Khi nghe xong Ông Năm không tài nào ngăn nổi sự thán phục Ông xúc động hòa đóng kịch thật tuyệt vời trong điều kiện dễ mất bình tĩnh như thế mà cháu có đóng kịch chuẩn và đạt như thế thì thật là tuyệt thì chính chú và anh sáu đã hướng dẫn cháu đóng kịch trước bộ nhưng quá nhiều chi tiết hòa diễn ngẫu hứng mà lại hợp lý với ý đồ của đạo diễn chú quá khen còn trong cái túi đố chú và anh sáu biết là cái gì chắc lại đồ thức ăn thức uống dành cho sáu tâm không phải Đô la đấy chú ạ Lần gặp giao băng các xét Có bài quốc ca ngụy Quỳnh đưa cháu 500 Hứa xong việc đưa thêm 1.500 đô Cháu mới dọa sơ sơ Nó phải xì ra thêm 1.500 đô nữa Cháu một bực không thèm Hắn cứ để lại và nói Là để cho con Cháu xin nộp cho nhà nước Tất cả số tiền mà Quỳnh đã đưa cho cháu Cháu cứ giữ lấy số tiền này Nó đâu phải là tiền tăng vật mà nộp Thằng Kinh muốn nhân việc này Để đưa tiền lo cho thằng chính Thằng Quynh về lần này Cốt để thăm dò Những việc nó giao cho cháu Và một số người khác Mới chỉ là chuyện tình cờ ngẫu hứng Gặp dễ thì làm mà thôi Mới nghe sắp bỏ cấm vận Nhiều đứa đã nháo nhào Định tân công quyết chủ Chính thằng Quynh Cũng không ngờ về điều này với điều kiện mà Quynh cho là vô cùng thuận lợi như ngày nay. Nhiều tổ chức của chúng sẽ đưa người về quấy rối nữa. Chúng không muốn cho chúng ta phát triển đâu. Thế thì các chú phải bắt ngay Quynh lại. Nếu về được bên kia, những gì nó làm ở đây sẽ được báo chí làm dùng beng lên. Cứ để cho họ tốn giấy mực bằng những chiến công tưởng tượng. Sự thật bao giờ họ vẫn là sự thật. Dạ cháu rất vui Khi được chú và anh Sáu tâm tin tưởng Nhất là anh Sáu tâm phải không Ông Năm cười Chú Chị Hoa cười bẽn lẽn Còn anh Sáu tâm Anh nói nếu em hoàn lương thực sự Anh sẽ thưởng phần tưởng gì Chú Năm có biết không Chú làm sao biết được Mà chỉ có thể đoán mò Tiền vàng thì Sáu tâm không có Cũng không thể đem tặng hoa Bộ cảnh phục mang quân hàm tiếu tá theo chú đoán phần thưởng của sáu tâm dành cho cháu chỉ có thể là tấm lòng có đúng vậy không sáu tâm sáu tâm mỉm cười anh đoán mò khá đấy tôi đã hứa dành cho hoa phần thưởng tôi không có vàng bạc của quý chỉ có tấm lòng tôi tôi muốn nhận làm cha nuôi của hai cháu được lo cho chúng hoa có chấp nhận tấm lòng ấy của tôi không hoa cảm động nói nghẹn nghẹn. Cuộc đời đã quá nhiều tội lỗi với mọi người. Được các chú các anh ta thứ đã là nhiều rồi. Em đâu dám mơ ước nhiều hơn thế. Sáu tâm cười độ lượng và nói tiếp. hoa em sẽ không phải băn khoăn về quá khứ của mình. Em biết không, các cộng đồng chúng ta đã gấp lại quá khứ và mở ra tương lai. Cũng không phải chỉ những người như anh với Hoa, mà cả nhân loại đang đi theo hướng đó. Những đứa trẻ không hề có lỗi Chúng đáng được chăm sóc nuôi dưỡng Tương lai của chúng đang trải rộng Và anh muốn được góp phần Em đừng từ chối nghe Hoa cúi xuống mặt đỏ bừng Cặp mắt long lanh Những giọt nước mắt lăn lăn trên đôi má Sao? Ông Năm hỏi Hoa nghĩ thế nào về đề nghị của Sáu Tâm? Như một cô gái mới lớn Bẹn lẽn trước người cha nghiêm khắc Chị đáp Thưa chú Cháu chỉ biết rằng Hiện giờ cháu đang rất hạnh phúc Cháu xin đón nhận phần thưởng của anh Sáu tâm mong Chú Chú và anh Sáu Tiếng nấc hạnh phúc Làm câu nói nghẹn lại giữa chừng Xúc động Chị vụt chạy ra ngoài Hai người đàn ông nhìn theo Im lặng mỉm cười Chị Hoa đạp xe về nhà Trong trạng thái lừng lừng Chị đang tính Nhật định tối nay phải liên hoan cho các con chị một bữa Trong bữa tiệc tối nay Chị sẽ kể cho chúng nghe Về người cha tinh thần của chúng Chị tin rằng chúng sẽ quý mến sáu tâm Một cuộc đời tươi đẹp Đang mở ra trước mắt ba mẹ con chị Chị vừa xuống xe Thì thằng chính đã từ trong quầy hàng Chạy ra đón má Từ gần đang chờ chị ở trong nhà Anh ta đến đây đã được 30 phút và đang nóng ruột mong chị Chị Hoa theo tầng chính đi vào mà lòng nặng ưu tư. Giữa lúc đang hạnh phúc thế này, chị không muốn gặp bất cứ một ai đã từng đi qua cuộc đời của chị. Từ gần đã biến cách đây cả năm, từ sau hôm anh ta khuyên chị xin vào làm cô giáo dạy thiêu mày. Vậy anh ta đến đây làm chi? Anh ta còn đòi hỏi gì? Từ gần mảnh cạnh, trong chiếc áo sơ mi màu trắng sọc xanh cùng chiếc quần vải kaki xa vị ốt màu xám chị may cho anh ta cách đây 8 năm lúc đó nó chật bó thì may rộng rinh cái quần ống nhỏ như nhỏ hơn cả đôi chân nó đã gần teo hết thịt da mặt tư gân xanh xám tay ôm khư khư lấy một cái bọc giấy kiếng khi gặp chị anh ta có vẻ trầm tĩnh chơ không mau miệng vui cười như lần trước nhìn tư gân đến vài phút Hoa mới hỏi Anh Tư đi đâu mà biến mất lâu vậy? Tiếng Tư Gân thều thào khó nhọc Anh vẫn sống ở thành phố này Và vẫn theo sát những việc làm của em Anh đã biết gì về em nào? Hoa đã chấn tĩnh lại Biết nhiều lắm Đặc biệt là biết rõ em đang thực sự hoàn lương Vậy thì anh còn đến đây làm gì? Anh đến đây để gặp Hoa lần cuối cùng Em có biết không? Cách đây 6 tháng các bác sĩ đã tìm ra trong người anh một canh bệnh nan y. Họ cho biết anh chỉ có thể sống không quá nửa năm nữa. Từ đó đến nay, anh bỏ tà quy chính, muốn làm gì đó để chuộc một phần tội lỗi anh đã phạm ở đời. Trong khi các đàn em lo thuốc thang cho anh, anh đã đến xin lỗi thầy giáp bích ở chùa Hòa Đồng và đã ra thú tội trước công an với hy vọng được họ tống vào nhà tù nhưng công an vẫn không bắt anh Thế là anh lang thang Và nếu ai đó chỉ thấy lang nào Và thứ thuốc nào chữa khỏi bệnh Là anh mỏ đến Cách đây năm hôm Trên đường từ nhà một ông lang ra chuyển Bên tủ tiêm trở về Đến công trường Bạch Đằng Anh thấy một đám người chen lấy vây quanh Một chiếc xe 12 chỗ Có treo cờ ba sọc Anh hỏi những người xung quanh Thì họ bảo Có một người lái xe trưng cỡ ba sọc định chạy theo đoàn đua marathon thì bị chặn lại. Hắn rút súng rulo và liệu đạn đưa ra, dọa ai bắt hắn thì sẽ lãnh đủ. Thế là anh không nói gì và cố lên đến gần lã lái xe kia. Em có biết cả lái xe chân cỡ ba sọc là ai không? Đấy là thằng Hùng Đại Úy, Hùng Báo, đội trưởng đội biệt hình. Nó đã từng chỉ huy đàn em truy lùng băng mèo đen của anh và hai thằng đàn em của anh đã bị hạ sát vì tay súng của nó. Chính anh đã nhiều lần tìm cách giết nó để trả thù cho đàn em của anh, nhưng nó lẩn như báo và được bảo vệ kỹ nên anh đã không làm gì được. Sau giải phóng, anh được biết nó bị bắt đi học tập cải tạo và anh đã tự bảo. Hùng báo ơi, thế mà hết đời rồi. Anh tin ở trong trại sớm muộn gì người ta cũng biết rõ tung tích hắn với một tên ác ôn và sẽ cho hắn đi mỏ tôm. Hắn đâu phải chỉ có tội với băng mèo đen của các anh. Nó và biệt đội của nó là những tên truy lùng Việt Cộng nội thành giáo giết nhất. Vậy mà chẳng hiểu ra sao. Nhà nước lại khoan hồng ta cho hắn và để hắn ra ngoài làm loạn. Anh như người giả ngộ vừa đi đến bên cửa xe vừa hét lên. Tôi ủng hộ anh, anh mở cửa ra cho tôi lên với. Hùng báo như chết đuối vớ được cọc Hắn mở cửa xe cho anh leo lên Vừa bước được lên xe Anh lựa thế vào Và lao ngay chụp lấy tay súng của Hùng Hắn chống cự kịch liệt Nhưng súng của nó cũng đã rời mất Có hai cậu công an mặc thường phục Không chần chừ lao đến ngay Còn quả lưu đạn trong tay hắn Đã không kịp rút chốt Bị rơi xuống sàn xe Người xung quanh lao vào Nếu không có công an can thiệp đưa đi thì Hùng đã mất mạng. Tư Ngân dừng lại. Một lát kể tiếp. Sau khi được đưa về trụ sở chính quyền, anh được khen ngợi và hỏi hạt kỹ lắm. Anh chẳng giấu gì rằng mình đã từng là một tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng ở đây người ta chẳng chú ý đến quá khứ tự thú của anh. Người ta thưởng cho anh 500.000 đồng. Biết bệnh tình của anh đang nặng, họ đã giới thiệu anh vào điều trị ở một bệnh viện với các bác sĩ giỏi nhất hai ngày qua nhiều đoàn thể bạn bè đến thăm anh tặng anh mấy triệu đồng rồi các quần áo anh để ý nét mặt của vị bác sĩ giả khám bệnh cho anh và biết rằng đấy là những ngày cuối cùng của đời mình vì hiện thời y học đang bó tay trước căn bệnh hiểm nghèo của anh bây giờ anh chẳng còn ai thân thiết ngoại em anh nhớ mãi những ngày em che giấu anh nuôi anh trước sự truy lùng của cảnh sát và đội biệt hình do tên hùng báo cầm đầu cái túi này là tất cả số tiền anh dành dụm được em hãy cầm lấy mà làm ăn sống lương thiện đi anh biết em đang rất cần tiền anh cứ giữ lấy mà bồi dưỡng bây giờ em cũng đâu có túng nữa anh đang bệnh anh phải cần tiền mà em không phải lo gì cho anh đâu ăn uống đã có đàn em của anh lo còn khi chết thì bệnh viện lo lúc này là lúc thanh toán nhẹ nhàng chẳng cần lo nghĩ gì nữa anh đã làm được những gì chuộc lại một phần tội lỗi của mình thấy hoa chú ý lắng nghe tư gân nói vẻ mặt xúc động hoa dù cuộc sống có vất vả thế nào thì em cũng cố mà sống lương thiện triển vọng tương lai đất nước mình đang sáng sủa sống lương thiện để luôn luôn được ngược mặt nhìn đời, em ạ. Chị Hoa nắm lấy bàn tay chỉ còn da với xương của Tư Gân mà nước mắt tuôn trào ướt hết cả khuôn mặt trái xoan của chị. Đến những kẻ tội lỗi như Tư Gân mà còn sám hối, mà còn biết đem những sức lực còn lại cuối cùng để bảo vệ xã hội này, thì những người như chị nhất định phải hoàn lương, phải sống lương thiện. Thôi, Kỳ đã chấn tĩnh trở lại, Chị Hoa nói với từ Gật, Anh đã đến đây Thì hãy ăn với má con em bữa cơm cuối cùng Rồi em sẽ đưa anh về bệnh viện Thôi em ạ à, Tình cảm giữa anh và em ra sao Thì chúng ta tự hiểu Nếu sau này con nhớ anh Hãy tắp cho anh vài nén nhạc Em còn trẻ Đừng bao giờ để lỡ mất cơ hội Tạo hạnh phúc nữa Em xin nhớ lời anh dặn Vĩnh biệt em và các con anh chẳng còn ân hận gì Từ gần lên xích lô rồi Còn vẫy tay lại chào má con chị Hoa Chị ngậm ngùi Dẫn thằng Chính vào nhà Thằng Trung đi học ngoại ngữ về Thấy mắt mẹ còn ngấn nước Nó buồn bã hỏi Ai vừa đến nhà mình thế má Chú Tư gần. Chú ấy bị bệnh không thể chữa khỏi Chú ấy đến vĩnh biệt má con mình Chú ấy cho má Và các con cái túi kia kìa Con mở ra xem có những gì trong đó Thằng Trung cắt cái dây buộc miệng túi Những sấp tiền Từ 2 ngàn đến 5 ngàn Được cột chặt phẳng phiu Mặt nó hoa lên Miệng nó líu díu Nói với chị Hoa Tiền, tiền không à má Chú ấy lấy đâu mà nhiều tiền thế à má Chú ấy được thưởng Vì đã giúp các nhà chức trách Bắt được một tên tội phạm Vô cùng nguy hiểm Chú ấy muốn dùng số tiền ấy giúp các con ăn học thành tài đấy má con chị hoa cùng lúc như muốn reo lên ngoài niềm vui do sáu tâm và tư gân mang đến còn có một niềm vui làm ai cũng có thể reo lên là sau mấy ngày mất điện và oi bức thành phố lại rực rỡ ánh đèn